Thanh Hóa thu hơn 5,9 tỷ đồng từ 2023 vụ gian lận thương mại. Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, buôn hàng giả, nhái trong dịp Tết 2022. Tính từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động 1.707 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại, không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. Với các hành động quyết liệt, trong năm 2021, Cục Quản lý thị trường đã xử lý 2.033 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, với tổng số tiền thu hơn 5,9 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hùng, quyền Cục trưởng Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, xác định từ nay đến Tết Nguyên đán 2022, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng giả, gian lận thương mại dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Cục Quản lý thị trường đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2021, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cục Quản lý thị trường Sơn La triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan, công an, bộ đội biên phòng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, các tuyến đường bộ, phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa vi phạm vận chuyển từ biên giới vào thị trường nội địa tiêu thụ, ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua mạng xã hội, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, kết hợp công tác kiểm tra, xử lý vi phạm với việc vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bằng các hình thức đa dạng, thiết thực, tổ chức các cơ sở kinh doanh ký cam kết kinh doanh đúng pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng, kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Kết quả kiểm tra, xử lý tính từ ngày 26 tháng 11 năm 2021 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra 65 vụ, xử lý 47 vụ vi phạm với tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước 187.605.700 đồng, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy 155.982.000 đồng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng quần áo trên địa bàn thành phố Nam Định dịp cuối năm. Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Vì vậy đây cũng là lúc nhiều đối tượng đã tận dụng cơ hội để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng như quần áo, rượu ngoại, bánh kẹo, mỹ phẩm. Để đảm bảo thị trường được kinh doanh lành mạnh, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã tăng cường siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý và triển khai nhiều giải pháp tích cực chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Thực hiện kế hoạch số 545 trên KHQLTT ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định, kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nam Định tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng quần áo Hoàng Tuyết tại địa chỉ 105 Hàng Đồng, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu Lacoste gồm với tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 90 triệu đồng. Số hàng hóa này có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt, nhưng ghi không đầy đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh và làm rõ xử lý theo quy định pháp luật. Gia Lai xử phạt một cơ sở 50,5 triệu đồng vì bán thực phẩm nhập lậu. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã ký quyết định xử phạt một cơ sở kinh doanh 50,5 triệu đồng vì bán thực phẩm không rõ nguồn gốc và nhập lậu. Trước đó, qua thời gian theo dõi năm địa bàn ngày 31 tháng 12 năm 2021, đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Gia Lai đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh do bà Bùi Thị Thu Hiền làm chủ ở địa chỉ xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở đang bày bán 7.000 cái bánh ruốc, 540 gói kẹo, 400 hộp kẹo dẻo các loại, 110 bì nho khô. Toàn bộ số hàng hóa này bà Hiền không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua làm việc, bà Hiền khai nhận mua trôi nổi trên thị trường về tập kết để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ trình cục trưởng xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ việc nằm trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã được Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành theo kế hoạch số 25 trên KHCQLTT ngày 30 tháng 11 năm 2021. Gia Lai tiêu hủy gần 60.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2021, Hội đồng tiêu hủy do cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai thành lập đã tiến hành tiêu hủy 59.867 bao thuốc lá điếu nhập lậu là tang vật vi phạm hành chính và vật chứng vụ án của các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh bắt giữ trong năm 2021. Trước khi tiêu hủy, hội đồng bao gồm Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Cục Hải quan Gia Lai, Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với sự tham gia giám sát của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí
Trên địa bàn tỉnh đã tiến hành họp, thống nhất phương án, kiểm đếm và thống nhất tiêu hủy toàn bộ 59.867 bao thuốc lá điếu, không phân biệt theo giá trị thuốc lá cao cấp hay thấp cấp. Trong số thuốc lá bị tiêu hủy, nhiều nhất là thuốc Z với 21.221 bao, tiếp đến là S 11.701 bao, Monde 8.447 bao, Oscar 4.270 bao, Monde Variance 3.500 bao, 555, 2.487 bao, Z 1.590 bao, Red 11.498 bao, White Horse giả 388 bao. Ngoài ra còn nhiều loại thuốc lá khác. Tất cả số thuốc lá trên đã được tiêu hủy bằng hình thức đốt cháy hoàn toàn tại khu vực nghĩa trang thành phố Pleiku. Việc tiêu hủy toàn theo đúng quy định của pháp luật, dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên ban chỉ đạo 389 của tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí tham dự và đưa tin.